Người ta hỏi là chị chụp được hoa cưới rồi, khi nào chị mới lấy chồng? Hôm qua không biết ai chụp được hoa cưới, nhưng mà sao hoa cưới nó về về nhà mình luôn. Trong túi em á bé, về nhà luôn. Không biết nó trong túi em về tới nhà luôn. Ờ, hiện tại thì chị Vi rất là căng thẳng nha mọi người, bởi vì là được chụp được hoa cưới thì chị Vi đang rất là căng thẳng bởi vì chưa có người yêu, khá là áp lực. Hôm nay là rất là vui bởi vì là thời tiết rất là mát của Hà Nội. Không, cái này là mọc hoàn toàn áp đâu mà áp bé mà chị gì có áp đâu. Đây mình sẽ chị có coi giận không? Có nha mọi người. Lát nữa thì mọi người sẽ ngồi coi cổ vũ cho Thiên Ân nha. Hôm nay mọi người thấy TV nhìn có sang trọng, nhìn giống Quyết Cô Paris thì không nhé, không nhé. Chị thôi hả? Dạ. Thời tiết ok ha, buổi tối đỡ nóng hơn ha. Dạ. Pian, Pian và Lai Chi, Lữ Hoàng Lai Chi. Tiểu Vi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, thật sự là tới nhà chị Phường cũng bây giờ cũng đói rồi á. Tới từ 4 giờ chiều xong rồi 4 rưỡi chiều xong rồi chụp hình nè. Mình ngắm nhà cửa cái kiểu chụp hết cái góc này sang góc khác mà bây giờ vẫn chưa được ăn. Vẫn chưa ăn nha mọi người, chúng ta có thể quay bàn tiệc. Bây giờ tại là trong... bây giờ là 6 giờ nha mọi người, nhưng mà bàn tiệc chúng ta có gì nào? Có bánh tráng nè. Ba cái bánh rán và một dĩa kiwi nha mọi người. Em chào anh nè. À bây giờ bắt đầu rượu lên rồi này. Ôi Vi vừa nói cái là có rượu liền hả? Em vừa nói có rượu rồi nhưng mà chưa có đồ ăn. Có rượu liền. Gửi đi. Chào em. Dạ hello bạn Nguyên Mười. Em được chị này là ai không vậy? Em cảm ơn ạ. Chị này là hot nhất làng báo đấy. Đấy. Nhà báo. Bà Hoàng. Đây là bà Hoàng hiện tại. Sinh viên người yêu đẹp như Vi. Người yêu đẹp như bà Hoàng này nha mọi người, là cái bà mà mình cho lên store. À chị Hoàng, chị mua, chị mua gì chứ chị mua đâu vậy ạ? Mọi người xếp đồ hả? Trời bà này cái trời. Bảo Kim, chị Hoàng, mọi người biết chị Hoàng. Cái chị này là mình cho lên story rất nhiều vào cái dịp mà Covid ở nha. Hoàng ơi, làm sao mà để kéo được group chị qua Vi nhỉ, để có thể là cùng like với nhau, cùng like trong nhóm á. Chị bấm thử, chị bấm thử, em coi chị để Hoàng thử coi cho chị. Dạ, hôm trước là chị like nhóm rất là vui. Được chị thêm này chị. Chết rồi mấy bà ơi, không biết mấy bà không rành mấy bà ơi. Ngồi kế bên xong. Mấy bà chỉ giùm tụi tôi coi bây giờ tụi tôi muốn mời like sao. Đúng rồi. Mọi người xem là có biết cách mà để có thể là chung một cái group ấy. Trong chị một group livestream để nói chuyện với nhau cho vui, 888 cho vui á. Mọi người thấy móng tay Vi để hôm trước là chị đã làm được rồi, mong chị quên. Là móng tay dài đi ăn cưới. Công nhận của anh sáng đầy đủ luôn, đẹp ha. Sao mà nàng cũng lên. Ủa lên kìa. Chị mà năng cho. Hả? Không biết có... là gì? Live chung trong đẹp làm gì cũng đẹp. Ủa có đẹp hả? Ủa chị sao biết có ai xem chị? Thiếu à đây tiền, view ở phía bên tay phải em. Dạ. Đúng view rồi mọi người, kèm chia sẻ cảm xúc đi kìa. Buồn không? Buồn gì chị? Ý là không có gì tiền đám cưới. Không, em quẩy hay em say luôn đâu chị. Buồn gì đâu. Mọi người đã ăn cưới chưa? Bon qua đây nè. Vô đây có chàng Bon. Vô đây đó. Bon qua đây nè. TikTok nè. Bon thử nè. Bên thích TikTok không? Có chữ yêu cầu dạ, tham gia live chung đó hả? Rồi không biết bà ơi, mấy bà ơi, mấy cái này không biết. Hôm nay là nghỉ thơm, em nghỉ thơm giữa kỳ lên. Đâu, người ta tặng tim rồi đó bé. Em ở nhà suốt cả tuần nay. Dễ sợ luôn. Em mọi người thả tim nha, chị bấm ngay nút bên này khách để cài hình nữa. Khách mỗi lần khách đến nhà là em thích lắm. Xong rồi like xong rồi không biết. Em cứ quanh quẩn. Mọi người ơi, bấm ôi có 21. Ôi 22k tim thích được kìa, 22k thích được kìa. Mọi cách để quanh quẩn ở cạnh khách thôi. Chị Hoàng, chị Hoàng. Rất là thiếu khách. 22k thích được kìa bé. Mọi người ơi, mọi người chuẩn bị 7 giờ mình sẽ ủng hộ cho Thiên Ân nha mọi người. 22k thích được kìa. Trời ơi, hot quá chị ơi. Dữ luôn. Chữ quá hả? Của Vi được bao nhiêu rồi Vi? Dạ, cũng gần 100 người xem. Vi gần 100 người xem mà vậy là cũng giữ đó. Dạ. Phải like thường xuyên lên. Vi có bỏ, Vi ơi bỏ filter đi, nó hại cái mặt. Bon hello. Hoàng ơi, Hoàng xem filter đâu mà không biết bỏ filter ở đâu hết mọi người. Ồ chị filter là mình phải ra ngoài nãy mình phải bật từ đầu. Đẹp mặt. Ôi chị đẹp rồi. Mọi người cứ bỏ filter bỏ làm sao? Có xài filter đâu bé bà. Nè, có xài filter đâu. Trời, hình như là có đấy, vào một cái là bắt liền không. Hát bắt đi chị, không? Chị Vi. Ủa, chị Hoàng, phải chị Vi không? Không phải nha mấy đứa. Chào con 10 tuổi rồi. Nhìn chị ơi. Con chào các cô chú. Con chào C2 các cô chú. Chào, đang hơi thẹn một chút.
vì con mối là đất này. Vi sẽ nói chuyện thêm 5 phút nha. Xong Vi có công việc nha mọi người. Chị thấy là kiểu hơi sáng quá, like lên mặt. Lộn mèo đi chị rồi mấy bà đợi nha. Hay mặt chị đổ dầu. Đợi Thiên Ân được hoa hậu đi rồi Tiểu Vi ra lộn mèo. Cái này là chị nói rồi mà em nói. Không, đợi doanh thu phim của Tiểu Vi tháng 12 100 tỷ đi ha. Thì Tiểu Vi lộn mèo, đúng rồi bé. Nên em nói gì 100 tỷ thôi. Là dễ hay khó? Khó bé. À, hôm nay chị đang ở ngoài Hà Nội. Vậy Hà thì đợi phim nha mọi người thì sẽ lộng lộng ngày mai sẽ dự tiệc cưới. Lộng mèo. Lộng mèo. Tiệc cưới của ai? Trời ơi, cả dì Vi cả Bon đều bị muối nó châm này. Giờ không biết nên xem vai của ai nữa. Sao hay quá vậy? Không có, bà ốm á mọi người ơi, chứ bà không có để phụ đơn đâu. Vì bốn, vì ba bà lay chen nhau. Đây mẹ hướng mẹ quay như này. Bon muốn quay gì Vi thôi. Mọi người muốn tiếp câu chuyện thì mọi người vui lòng qua TikTok của Nguyễn Thí An nha mọi người, á hậu Nguyễn Thí An nha. Thôi, vậy thôi mọi người. Hiện tại thì Vi sụt ký á mọi người, hiện tại thì mình đang bị sụt ký và mình đang cố gắng ăn để cho nó mập lên lại. Mỗi mấy bà thì Vi đang cố gắng ăn rất là nhiều để lên ký á. Không biết là đang phải dùng gì thấm thơm. Mọi người đừng có lo nha. Tại vì đợt vừa rồi là Tiểu Vi bận đi phim mọi người cho nên phải giảm cân để theo nhân vật đúng không bé? Không. Em lên phim em mập mà. Ủa từng chị em hiểu nhau lắm mà. Ôi, con này rớt quá bé. Trời ơi, em ra cái nó ngon, em ra cái nó mặt chị nó to luôn. Chị Hoàng ơi, ra lộn mèo giùm đi, mấy đứa nhỏ nó kêu em lộn mèo kìa. Hai chị An kìa, hello chị kìa, trả lời không gì đâu. Phải là em hello. Giảm cân để đi phim nha đâu nha mọi người. Anh lên phim là hơi mập nha mọi người. Lên phim hơi xíu. Bây giờ mọi người phải đặt ba cái điện thoại. Chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người hãy vào đây xem Indonesia thì tụi mình có một cái tiệc cho chị Phượng nha mọi người. Rồi cho nên là có Vi vào là 117 thích liền này. Trời ơi, ủa đâu em tưởng đâu là em tưởng đâu là nãy giờ đúng không chị hay sao? Hay là do chị không có bạn bè ta? Chị có bạn bè nhưng mà làm sao mà có thể nhiều như vậy? Là 45.000 người thích từ kia. Phim chừng nào? Phim Vi là ngày 23 tháng 12 nha mọi người. Ra rạp xem phim của Vi nha. Trên TikTok. Sao không sao? Ba chị rộn rộn lắm. Hết bên rồi. Tại vì chị Thúy An. Nam Khánh lên lấy cái sạp pin cho gì Vi. Sao? Lộn được. Nam Khánh ơi. Nam Khánh ga lăng lắm. Mọi người qua TikTok. Người đàn ông ga lăng của gì mèo đi nha. Xong rồi anh sẽ là người quay cho mọi người. Ủa sao vậy? Sao lại dùng Hoàng để câu view kia? Có đâu vậy, em tương tác giùm em là MC mồi giùm. Trời MC thì thiệt chứ, dễ thương ghê á. Nói cái bà Hoài Thương này là suốt ngày đủ rồi em. Không cà lâm. Nghe mấy đứa follow. Ủa nãy giờ Vi nói đâu có cà lâm đâu mọi người. Ke đầu là gì vậy chị? Ke đầu là xuống ngày nào bán cái đầu là chị? À vậy đồ anh ấy. Nè làm theo Như Linh. Vậy phải không chị? Hôm nay là mấy chị em hip hop á bé. Em theo kênh của chị còn ai tới em qua chị quay lồng mèo. Mọi người ơi, thôi chắc vì phải tắt để vì ăn dạo này thích livestream TikTok lắm nên là lúc nào like thêm một chút cho mọi người đi. Thì rất là cực nha mọi người. Không sao mọi người ơi. Mọi người ơi. Chị rất là cực. Tiểu Vi được ăn bánh lén. Tiểu Vi sẽ tắt nha mọi người. Mấy chị đang ở nhà của chị Phượng. Cuối tuần vui vẻ. Một người chị tụi chị vào đây và tụi chị Tiểu đang ở trong một cái studio mọi người. Xin chào mọi người nha. Em mới tắt luôn.